Giang chào cả nhà. Con là Hồng Ân, con 8 tuổi. Như bao đứa trẻ khác, mỗi buổi sáng con đều được ba đưa đến trường. Lo chạy đi, giờ làm gì? Má ơi má. Gì? Người ta đang dừng đèn đỏ. Đèn đỏ sao em lo nhìn? Nhìn má làm chi? Mình đang đậu ở bên là xe hơi á. Ủa đây là xe hơi hả? Nào giờ có chạy xe hơi đâu biết. Thật ra con không có ba, đây là má con. Con coi má con như ba con vậy. Đúng á, là má con hơi khó tính, nhưng má con rất là thương con. Má, con đã nói rồi, đi xe là phải đổ xăng, sao má quên hoài. Làm bèm hoài, đời người ai không có sai lầm. Má sai hoài, hèn chi con lớn không có nổi. Và đây là ước mơ lớn nhất của con. Đúng á, là ngày nào con cũng đến trường, nhưng không phải để đi học, mà là để mua bánh mì. Má. Vậy khi nào con mới được đi học? Rồi, mới 8 tuổi học hành gì, đợi 9 tuổi học luôn. Mấy bạn của con 6 tuổi tụi nó đã được đi học rồi. Trời ơi, con nít giờ học sớm vậy hả? Má hồi xưa 14, 15 tuổi mới đi học. Má. Má. Chết rồi. Xin lỗi nha, tôi bất cẩn quá, tôi lỡ. Anh lỡ cái anh xin lỗi hả? Lỡ làm tôi có bầu anh cũng xin lỗi luôn hả? Gì kỳ vậy? Chuyện gì mà cũng nghĩ ra được nữa hả? Sao không được? Anh làm sao có bầu được? Sao tôi không có bầu được? Ta phụ nữ hư hơn vậy nè, kêu bằng anh. May cho chú không phải là ba của con đó. Chứ nếu chú là ba của con là chú bầm dập với má con luôn rồi. Ý, mà khoan đã. Nếu chú là ba con thì sao ta?